Chào vâng, em Hoàng chào tất cả bác và anh em. Ở trong video clip này, em sẽ làm một video để tiếp thị tới tất cả bác những sản phẩm bên em vừa mới về trong ngày hôm nay nhé. Chiều nay em có về được một ít, đó là dòng dây loa loại 2.5, dòng dây mạ bạc này. Về thêm được hai dòng dây tín hiệu mạ bạc và dây đồng để cho tất cả bác sử dụng thi công những sợi dây AV, những sợi dây ba lăng. Có rất là nhiều bác có những chiếc đầu jack cực kỳ là xịn rồi mà mình chưa có dây thì có thể tham khảo lựa chọn những dòng dây dặn này nhé. Và em cũng còn hai con lọc nguồn, em sẽ lên video clip giới thiệu tới tất cả bác luôn. Rồi thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết những dòng sản phẩm ngày hôm nay. Thứ nhất, đây là con lọc nguồn quảng ép cóp tại là 20A này. Và con này tình trạng hàng bại nhưng đang còn rất là đẹp nhé. Các bác nhìn này, rất là đẹp. Và những con lọc ép cóp này thì nó là đầu bạn về lọc nguồn rồi, lọc cực kỳ là sạch. Và con lọc này là lọc đa tổng nhá. Cắt đầu thì bên lai chúng ta đầu đi vào này, bên loát chúng ta đầu đi ra. Đó, ba chân thì chúng ta đầu chân đầu và chân dựa, hoặc chân đầu và chân cuối đều được nhá. L1 và L1 phẩy này tương ứng với đầu này là đầu vào, còn đầu này đầu ra. Chúng ta mua một chiếc ổ cắm về, chúng ta cắt đôi ra, sau đó chúng ta đấu con lọc ở dựa, nó sẽ tốt hơn những con lọc có ổ cắm rất là nhiều. Và một con lọc 20A tại 4.000W như thế này, bên em để cho tất cả bác với giá chỉ có 600.000 một con. Em bao ship toàn quốc nha các bác. Bác nào lấy thì liên hệ cho em. Còn một con lọc tại là 35A, cũng của hãng Epcop. Những con lọc 35A này thì em bán hết trước này. Đó, hôm bữa về thì các bác mua con 35A này rất là nhiều. Và cắt đấu thì cũng rất là dễ rồi. Mình đấu bên này là đầu vào, còn bên này đầu ra. Và lưu ý con này thì khi vận chuyển về thì nó sẽ bị cong ở cái chân bắt dây như thế này. Thì chân này chúng ta về không bắt thôi, chúng ta bắt hai chân này. Em đã test thử rồi, nó hoạt động rất là ok, vẫn bảo hành cho tất cả bác là 1 năm. Riêng con này bữa trước bên em bán là 850, thì con này nó bị như thế này, em để cho tất cả bác với giá là 500. Em bao ship nha các bác. Đó, bác nào lấy thì liên hệ cho em nhé. Rồi, đi qua những dòng dây loa, dây tín hiệu nha các bác. Chiều nay thì vừa về thêm được 100m dòng dây loa. Và có lẽ đây là một trong những dòng dây loa bên em bán rất là chạy trong thời gian gần đây nhé. Đó, em sẽ bóc ra để cho tất cả bác cùng xem. Dòng dây mạ bạc nha các bác, loại là 2.5. Và đây cũng là một dòng dây, nó cho một chất âm rất là hay, rất là sáng tiếng nhá. Rồi, em sẽ quay cái thương hiệu dây để cho tất cả bác cùng xem này. Chữ của nó hơi khó đọc nên em sẽ quay ngang ngang như thế này để cho tất cả bác dễ thấy nhá. Dòng dây thương hiệu là Flash này, có mã là 250. Hai lõi, mỗi lõi là 2.5mm. Đó, Made in Germany. Dòng dây mạ bạc lõi là 2.5mm. Em sẽ tắt cái phần lõi ra để cho tất cả các bác cùng xem luôn. Dòng này các bác sử dụng cho những dàn nghe nhạc, những dàn karaoke, tiếng cực kỳ là trong. Rồi, và đây là chi tiết bên trong. Đó, lõi mạ bạc nha các bác, rất là sáng luôn, cực kỳ là sáng. Rồi, và dòng dây này thì không còn xa lạ gì nữa rồi. Giá bên em vẫn để cho tất cả bác với một mức giá rất là tốt nhá. Chỉ có 135.000 một mét. Loại này có đợt nó về là 190.000 một mét nha các bác. Đó, nhưng lần này em về giá được tốt hơn thì em bán cho tất cả bác với giá nó rẻ hơn rất là nhiều so với những đợt trước nhá. Rồi, đi qua dòng dây tín hiệu quảng Benda này. Benda có mã là 1.000. Dòng dây sử dụng lõi đồng mạ bạc 6N. Dòng dây silver, tức là lõi đồng mạ bạc cho các bác. Đó, sẽ tắt cái phần lõi để cho tất cả bác cùng xem này. Vỏ của nó này rất là dày dặn nhá. Và bên trong nó sẽ có một lớp mát chống nhiễu rất là dày như thế này, được mạ bạc luôn nhá. Đó, bên trong một lớp giáp bảo vệ này bằng đồng nhá. Rồi, bên trong nó sẽ có một lớp cao su, em sẽ cắt ra luôn.
Bên trong nó có vải dù này. Đó, tại vì đây là một dòng dây 2N mà. Rồi, và đây là chi tiết chất lõi của dòng dây tín hiệu này. Đặc trưng của dòng dây tín hiệu này thì nó sẽ cho dải chép rất là hay, rất là sáng tiếng nhá. Bát cũng rất là ok. Một dòng dây tín hiệu mà sản xuất ra mà có rất là nhiều bát dây mạ bạc thì nó bát có bị suy hao hay không? Thì tiếng bát của nó như thế nào thì nó giữ nguyên như vậy, nhưng dải chép nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Tiếng trong trẻo và rất là sáng. Đây là chi tiết và thông số kỹ thuật của dây. Dây thiết kế chống nhiễu một chiều. Mạ bạc 100% nha các bác, chứ không phải là mạ ken nhá, các bác lưu ý. Mạ ken thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Và dòng dây tín hiệu này giá bên em để cho tất cả bác chỉ có 250.000 một mét nhá. 250.000 một mét. Bác nào lấy thì liên hệ cho em. Rồi, đi qua dòng dây cuối cùng. Và đây là một dòng dây lõi đồng quảng Magician này. Đó, Magician sử dụng lõi đồng PCOCC 99% copper Fanformation Intercontit Copper Made in UK. Dòng dây chống nhiễu một chiều luôn nhá. Dây này thì có đường kính là 9 ly và dây rất là mềm nhá, cực kỳ là mềm. Rồi, em sẽ tắt bên trong để cho tất cả bác cùng xem luôn. Các bác có thể nhìn thấy lớp mát chống nhiễu của nó rất là dày luôn, rất là dày. Bên trong thì nó sẽ có vải dù này. Đó, bảo vệ dây cực kỳ là tốt luôn. Và bên trong nó sẽ có hai loại dặn nhá. Hai loại này rất là to. Mỗi loại là 125 mm. Dây tín hiệu mà như vậy thì nó là rất là to rồi. Đánh rất là khỏe nhá. Và đây là loại đồng. Loại đồng rất là tinh khiết. Đó, các bác nhìn loại đồng rất là tinh khiết như thế này. Đặc trưng của dòng dây này thì nó sẽ cho bát sâu, ấm và rất là chắc tiếng nhá. Bác nào cần dây loại đồng để cho bát khỏe này, chắc này, sâu này thì lựa chọn dòng dây tín hiệu này nhá. Mua về làm dây AV, làm dây ba lăng. Đó. Và giá của dòng dây này cũng chỉ có 261 mét thôi. Bác nào lấy 2 mét em sẽ bao ship nha các bác. Rồi, thì bác nào có nhu cầu về những dòng dây loa, dây tín hiệu này liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo em để ở phía dưới nha các bác. Rồi, em chào tất cả bác, hẹn các bác các video clip tiếp theo. Xin chào.